Trang, Thùy Trang chưa thấy đâu. Ừ. À, chúng ta cùng vào Hoàng Vũ. À, chúng ta cùng vào nhá. Ngày hôm nay chữa cái đề tập ôn tập số 41 kỳ thi tuyển sinh vào 10. Number 1 2 1 2 à, phải mời bạn Trung Việt à. Chắc là à. À, chắc là A. Đọc cho thầy cái A lên nha, xem nào. À, mấy cái kia em thấy đọc giống chứ còn cha em chưa đọc. Combine, combine, sunshine, underline. Mày đọc được mấy cái này là âm ai rồi. I, 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 and determine, determine, E. Number 2, số 2. Là khóc là đi Like it, Wappert, Traveler, The Traveler, Worker. Mình sẽ chọn phương án này. C. Quy tắc ED là không được sai. Thank you Việt. Number 3 and 4. Mời bạn Phan Anh nè. Em được thầy câu 2 câu số 3 sẽ là Entertainment trong âm mà hai ạ. đuôi AIN trọng âm rơi vào chính nó sẽ là về ten entertainment rồi ba đúng không, tiếp B Hai ạ. đúng rồi, junction C Illiterate. illiterate literate hai communicate hai phương án gì ok tiếp number four Đi traditional historical facility television cái này trọng âm một riêng cái từ này trọng âm một television hai đi hai hai một mình phải làm đi rồi thank you move on number 5, 6, 7. Bắt lỗi. Thầy mời Bình Nguyên nào. Em chọn B Ừ. Vậy mình sẽ sửa thành gì nhỉ? Nguyên nhỉ? The highest score. Đúng luôn. Wow. So sánh nhất. Phải có thêm giờ. Highest score. Next. By the time. C Will be. C mình đổi thành đi. down. Without support. Rồi, sit By down. the time. Sit down. Sit up là ngồi lên. Mà không cần thì. Cho đến khi. By the time. Baby will cái chỗ này mới là sai này. Cái đây là dấu hiệu của thì tương lai hoàn thành. Gọi một đứa trẻ cho tới 6 tháng tuổi nó có thể ngồi dậy mà không cần để giúp đỡ. Mẹ Nguyên sẽ đổi cho thầy thành tương lai hoàn thành sẽ là gì? Will have been. Dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. And number 7. Đi à? À, mình sửa thành gì? The visitor can cái gì đi với o này? Either or cũng chọn nó một train or the express which stop at the major stations. Chọn phương án đó either or còn chỗ này both thì đi về and đúng không? Neither nor đấy, thì nó hòa hợp chủ vị rồi, move on number 8, 9, 10 có 8, có 9, có 10 bạn Việt Toàn này. Em chọn C C right. Come across mean
tôi tình cờ gặp một bạn cũ khi mà tôi đi qua đường, come across, took up đây mà nghĩa là bắt đầu một sở thích, put up with, chịu đựng, bring around, tiếp theo number 9, visitor can take free boat marathon stand for great chọn D rồi. Landscape ở đây hàm ý nó là gì nhỉ con nhỉ? Em không biết, em chọn bừa rồi. Landscape là phong cảnh đó. Phong cảnh nhá. Scene là cảnh đó. Cảnh view là nhìn đó. Điểm nhìn, tầm nhìn. And sight là ngắm nhìn thôi. Visitor có thể and take free boat ngồi lên cái thuyền từ marathon cho tới để Stand Island for great view để mà ngắm cảnh. Statue of Liberty, sky là great view. Number 10, electronic music is a kind of music that sounds are pulled out. Em chọn A. Chính xác. Ở đây chúng ta thấy đây là động từ. Ở chỗ này chúng ta cần một AV, adverb. Electronically đó, âm nhạc điện tử là một thể loại âm nhạc mà cái âm cái tiếng của nó đúng không? Được để phát ra từ điện đó, guitar điện này, hay là gì piano điện này, hoặc bất cứ một cái gì đó nghe nó kiểu như kiểu nhạc sàn này. Next one, invite để mời bạn tiếp theo, Thanh Lâm này, number 11 to 13. Em có thể là em chọn là C ạ. Why này nó dấu hiệu của thì quá khứ tiếp diễn. Lâm chọn lại cho thầy rồi. Em chọn D thầy ạ. Chính xác, đấy, chính xác, đó. Sáng nay, đấy, khi mà tôi đang chờ xe buýt, trời mưa. Tiếp, 12. When are you going to get the roof? Đây, cấu trúc câu bị động. Đó. Get something. Have something done, get something. Have something done, get something done. Chọn phương án này, repair it, vẫn là repair it. Lâm tiếp nào, 13. Em trả lời à? Đúng rồi, Lâm vẫn tiếp tục. Câu 13. Em chọn A. Physics in, England, in cộng một quốc gia, một địa điểm. In Vietnam, in England from 2002 to 2006. Move on number 14 to 16. Invite bạn Trà My. Bạn Trà My. Câu 14 là... Bi ạ. Câu 14 là Bi thấy rồi. Ở đây mình sẽ để phương án of chapter, cái chương 3 đúng không, của cuốn sách mà tôi đã để cho bạn là have you read the third chapter of đấy, of giờ xác định 15 nè. Children enjoy. To the zoo. My chọn câu này phương án gì? Enjoy chỉ đi với verb in thôi đúng không? Phải xem là cái B hay là C nhỉ? Phương án enjoy verb in. Chúng ta chỉ còn phương án này. Thầy mời bạn Thanh Minh này. Thanh Minh chọn.
Rất nhiều bạn sẽ chọn phương án taking. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng phương án này. Being taken. Đấy. See. Ok. Đó. And Quang Minh, number 16, 17 and 18. Quang Minh làm bài 3 câu tiếp theo. That is the most important. Em thấy em chọn A. Cele. Đây chúng ta cần tính từ đây không ạ? Thì sau tính từ là phải là danh từ. Celebrate là động từ. Celebration danh từ. Celebrating là gì? Danh động từ. Celebratory tính từ. Adjective. À. Mình chọn lại này câu 16. Chọn celebration à? Chính xác. Đấy, wow, là một cái ngày lễ kỷ niệm quan trọng Việt Nam. Rồi, what an attractive hairstyle have you got, Mary? Một người người ta khen mình thì mình sẽ nói như này. Em yêu thật sự. Chính xác. Wow. Thank you for your compliment. And good morning. Could I speak to Mr. David, please? Em chọn A. Chính xác, đúng không ạ? Is in meeting. Can I take the message? Anh ấy đang họp. Ông ấy đang họp và tôi có thể để lại lời nhắn được không? Còn đáp án B, probably by Monday next week. Wrong. I will have asked person one ring first. Certainly would not would be. Anh Minh, Thanh Lâm. We can move on number 19 and 20. Mời bạn Ngọc Anh to the worst closest meaning. Chọn từ gần nghĩa nhất. I feel extremely depressed as conflict occurs frequently among. Con chọn thầy đợi con tí. Occurs đây mang nghĩa xảy ra. Con chọn để come into. Come into ở đây mang nghĩa điều tra. Từ này come into, đi vào trong, đúng không? Hàm ý của nó điều tra, đúng không? Come in là đi vào, come up đây là xảy ra. Đấy. Come on là lại đây, phải nhanh lên. Đấy. Mình sẽ để come up. Đấy. And we are facing severe environmental pollution despite the fact that many world organizations. Ngọc Anh chọn tiếp là serve. Sẽ bằng cái từ gì? Con chọn C à? Harmful. Harmful ở đây mang nghĩa là có hại. Destructive ở đây phá hủy. Có tính phá hủy. Heavy ở nặng. And serious nghiêm trọng. Cái từ server ở đây hàm ý của nó là dữ dội. Đó. Dữ dội thì nó bằng với cả từ thế nghiêm trọng. Và chúng ta sẽ chọn phương án D. Serious. Đấy, các bạn cũng có thể ghi cho thầy vào từ mới. Come on. Đó. Nhanh lên. Nhanh. Lại đây. Đó. Come up. Đấy, mà nghĩa là gì? Happen. Đó. Happen. Xảy ra. Nó bằng luôn cả từ occur. Ba từ này bằng nhau. Come in là gì? Vào. Đó. Come into. Ở đây mà nghĩa là gì? Điều tra. Đó. Bây giờ có từ. In investigate à, đấy, investigate à, đây từ này mà nghĩa là điều tra. And server dữ dội. Destructive là có tính phá hủy. Harmful có hại. And serious là nghĩa nghiêm trọng. Serious, nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc, nghiêm trọng, nghiêm túc cũng đấy. Ok, so move on number 21 to 22, 21, 22. Invite next one.
Thầy mời bạn tiếp theo. Mời bạn Minh Quân này. Con đưa thầy. Ừ, rồi. Opposite, nào, chọn cho thầy từ đối nghĩa. Opposite in meaning to the line. Benefits, những cái lợi ích. Opposite benefit. Từ này hôm trước vừa học rồi. Dành từ ghép. Ai à? Advantages, từ này là bằng với nhau. Bằng với từ benefit, lợi ích. Chọn lại, cho thêm, chọn thêm một lần nữa. Nhớ để cái nghĩa encouragement này mang nghĩa khuyến khích, khuyến khích, khích lệ. Cho chọn thêm phát nữa. Để B đúng rồi, drawback and support ở đây ủng hộ. And 22, I regretted not to buy those 20 shoes because of lack of money. Lack. Em thế ơi. Không. Mời bạn ra nào. Rồi, lack opposite. Cái này là đồng nghĩa không thấy? Trái nghĩa. Được. Trái nghĩa. Opposite là D rồi ạ. D, deficiency. D ạ. Ở đây có 22 đúng không ạ? Phương án đúng của chúng ta không phải deficiency. Deficiency ở đây mang cái chọn lại. C là sự khan hiếm này, B là thiếu này. Khan hiếm. A. Đúng rồi. Wow, khan hiếm. And abundance ở đây mang nghĩa là dư thừa. Dư thừa. Vậy là chúng ta chọn từ abundance. Từ drawback ở chỗ này thì con có thể bằng với cái từ disadvantages. And support chúng ta biết rồi, hỗ trợ hay là ủng hộ. Encouragement khuyến khích, shortage là mang nghĩa thiếu hụt. Vì nó sẽ shortage sẽ hay đi với giới từ of, shortage, the shortage of something, sự thiếu cái gì đó. Rồi, move on next part. Invite thầy mời bạn tiếp theo, Thanh Sang. For many young people. 23 là B ạ. B. Sport is popular part of school. Là tí nữa chúng ta sẽ làm một chủ điểm về sport nha. Thể thao đấy. Liên quan đến thể thao đấy. Câu 23. Chúng ta sẽ chọn phương án B. Popular part of school. Life being in one of school teams and playing matches is very important. If they... someone is in a team. Nếu ai đó ở trong đội bóng, điều này có nghĩa là gì? Họ đã phải thực hành rất nhiều, training mà nghĩa là extra training, đúng không? Đào tạo rất nhiều và thường dành thứ bảy hay là chủ nhật away from home, xa nhà. Since many matches are played then it is also involved, và cái điều này cũng có thể có lẽ chúng ta sẽ là it might also, điều này có lẽ cũng nghĩa liên quan đến cái hoạt động du lịch traveling to all the towns, tới những cái thị trấn khác, play against another school team then staying after the match for meal or drink. Sometimes parents, friends or other students will travel with the team to support when a school team victory. Ở đây mình sẽ sử dụng 26 khi mà cái đội của trường học đánh bại những cái đội khác. Đánh bại là gì? Mình sẽ để phương án này beat. Beat ở đây là đánh bại. Victory ở chiến thắng. Mình sẽ sử dụng đánh bại trường của mình, trường đội của trường này đánh bại những cái đội khác và toàn trường cảm thấy rất là gì, tự hào, feel proud not only the players, mà không chỉ là gì, cái người để chơi. It also means that the school becomes well known for being good sport.
people from that school may end up playing và đúng không? Những học sinh của trường này đúng không? Có thể trở nên để trở thành người mà chơi cho quốc gia hay cái đội tuyển quốc tế. Vậy mình sẽ end up playing for national or an international team. So that's going to become famous, named associated with it. Đấy. Cái bài này nó cũng giống như ngày hôm nay. Đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy là lớp của chúng ta có 5 bạn đi thi học sinh giỏi. Đấy. Thì thực tế thì chúng ta đi thi mang cái tinh thần là giao lưu và học hỏi. Nếu mình đang nói một cái nếu đấy, có ai có học sinh nào đấy vào được đội tuyển của quận đi thi đúng không? Và đem về vinh quang cho bản thân, không chỉ bản thân của học sinh đó mà còn mang về cái gì danh tiếng, danh tiếng cho nhà trường. Cái đấy là cái điều mà mình rất là mong muốn, thầy cô cũng như là các bạn đều mong muốn. Cho nên là nếu mà sống một lần, hãy sống hết mình, cố gắng là sống hết mình, cháy một lần thôi. And move on reading part 2. Mời bạn Thùy Trang đọc. Thùy Trang cover cho thầy bài này luôn nhé. People in the city, in cities. People in cities are overworked shop in supermarket. You decide what you buy in the supermarket. Do you decide? Does the supermarket decide? When you enter the supermarket, you see shelves full of food. You walk in your aisles between the shelves. You push a shopping cart and put your food in it. You probably hear soft, slow music as you walk along the aisles. If you hear fast music, you walk quickly. The supermarket plays so slow music. You walk slowly and have more time to buy things. Maybe you go to the meat department first. There is some meat on sale and you want to fight. The manager of the supermarket knows where customer enter the meat, where customer before you find the cheap meat. Maybe you buy some of the expensive meat instead of meat on sale. Most of the food in supermarket is very attractive. It all say, buy me to the customer. The supermarket tells you what to buy. Okay, so 28, according to the passage, music can have an effect on B. B, have an effect on customer. Đúng rồi, âm nhạc ở đâu? Câu 28. Theo như đoạn văn đúng không? Âm nhạc thì có thể làm gì? Có thể làm sao? Nói lên cái tâm trạng của khách hàng. Sẽ để phương án này. Tell the mood of customer. And the author asks if you decide. If you decide what to buy, B, in a supermarket. In a supermarket, there. Ở siêu thị có thì rất nhiều giá với đồ, nhiều đồ ăn. Chàng sẽ chọn phương án này. Shelves full of food. Mình sẽ để phương án này đi. Continue. What separates the shelves in a supermarket? 31. It be. Đúng rồi. Space between shelves. And which of the following is not true about supermarket? The place.
I think it C. I want the customer to buy expensive meat. Maybe you went buy meat instead of meat on sale. Cái này đúng. And customers do not listen to fast music. And they play soft and slow music. Correct. And they put cheaper meat near the entrance. Câu này sai. Và nó sai cho nên nó lại cái phương án này đúng. Thank you, Trang. So move on writing part. Hôm nay hai cái bài đọc của chúng ta cũng khá là ngắn, đúng không ạ? Không có gì dài cả phần này. Phần viết lại câu nghĩa không đổi, finishing the second sentence so that it has a similar meaning. Đổi nghĩa không đổi. Thầy mời bạn Bình Nguyên này. My mother used to make us clean the house. Em thấy là we used to be made to clean the house. Đây là câu ấy, bị động. We used to be made to clean the house. By by my mother. Ở đây con có thể có không? Tùy. Nó không quan trọng. Đúng không? Correct. 34. Phan Anh nè. I can cook as well as my mother does. My mother, cooks, nấu ăn ngon hơn tôi, better, cook better than me. My mother cooks better than me. Đấy, chữa vào. Thank you, Phan Anh. And next one, it's very wonderful to spend the weekend in the countryside. Mời bạn tiếp theo, Trung Việt này. Thật là tuyệt vời, đúng không? Dành thời gian cuối tuần ở quê. Vậy đã. Spending. Spending the weekend in the countryside is very wonderful. Good one. Spending the weekend in the countryside is very wonderful. So, you have read this novel, haven't you? Mời bạn Thanh Sang à. You have read this novel, haven't you? Have you? Câu hỏi rồi. Bạn đã từng đọc cuốn sách này chưa? Have you? Have you read this novel? Read this novel. Chúng ta thấy cái câu hỏi rất đơn giản. Đó. Nhưng mà ví dụ như mình muốn đổi nó thành cái câu gọi là tag question, đó, thì chúng ta đổi you have read this novel, haven't you? Đấy, mình đổi ngược lại hay sao? Trong những phương án rất là hay. Move on 31, 37 to 40. Các bạn chưa? Rồi, câu 37, câu 40. The cake was so hot, so I couldn't eat it. Việt Toàn à? Em chưa làm câu này rồi. Chưa làm câu này rồi. Bạn nào làm được câu này rồi giơ tay làm chữa cho các bạn à? Bài này là thay vào giữa đấy hay là đầu cuối câu à? Viết lại câu nghĩa nó không đổi. Mời bạn Bình Nguyên à. Em thấy là it was such a hard cake that I couldn't eat it. A hard cake that I couldn't eat it. Chính xác. Nó là một cái bánh cứng đến mỡ mà tôi không thể ăn nó. And Thủy Trang. The weather isn't fine. We can go for a walk in the woods.
câu điều kiện loại 2. If the weather is fine. If loại 2 mà chàng. If. Okay, wait. If the weather. If the weather. If the weather. Bruh. Come on, I have an idea. Like, where the weather will fine. If the weather will fine. We could go for a walk in the wood. Đúng rồi, a walk in the wood. Đấy, mình đảo ngược lại luôn. Và nhớ cho thầy câu điều kiện loại 2 thì mọi chủ ngữ đó, đều đi với to be là were. I didn't break the vase, he said and denied. Mời bạn tiếp theo. Mời bạn Quang Minh nè. Tôi không làm vỡ cái bình hoa, anh ấy nói, và mình ở đây từ chối. Anh ấy từ chối. He denied. Em thấy là he denied. Anh ấy từ chối rằng, đúng không? That he thì he didn't heartbroken. I hadn't break the vase. The vase. Anh ấy từ chối rằng, đó, he denied that he heartbroken the vase. Được chưa? Hoặc là mình có thể sử dụng cái phương án khác, đó. Mình có thể sử dụng là deny verb in luôn. Rất đơn giản nhất. He denied. He denied broken. Hoặc là having. He denied having broken. The vase. Having broken the vase. Sử dụng phương án câu bị động. Hoặc là mình có thể sử dụng phương án là he denied thì breaking the vase. Đấy chưa? Một trong hai cách. Ba cách luôn. Đấy, cái này mình có thể sử dụng trong ba cách. Deny verbing, having broken or breaking the vase. And 40, in spite of his broken leg, he managed to get out of the car. Mặc dù anh ấy gãy chân, anh ấy vẫn cố gắng để trốn ra khỏi cái xe. Sử dụng phương án gì đây? Mời bạn tiếp theo, Thanh Sang. Ôn Dâu. Ôn Dâu. Mặc dù anh ấy gãy chân. He thì was, although his leg was broken. His leg. His leg was broken. Xong, chép lại, đúng không? He managed to get out of the car. Xong, Ôn Dâu có một mệnh đề. Câu này chúng ta đã làm nhiều rồi, đúng không? Cho nên khó thể mà sai được. Vấn đề là các con phải lưu ý, nhớ. Đó, mình nhớ mà. Làm mà nhớ. Xong chưa? Đó. Các bạn có thể tự check lại. Phải save add cái này vào. Đúng không? Rồi các bạn thấy sao? Move on. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Đang slide 1. Phần này. Và chúng ta ôn tập một chút. The sport and game. Đó, coi như giải lao giữa giờ tí. Đúng không? And now. Mời cả lớp vào thầy phần này. Rất nhẹ nhàng, không hề khó. Chị ôn tập rồi. Tầm này lớp 9 rồi, bài nào cũng phải chơi được hết.
Quang Minh, Bình Nguyên, Ngọc Anh. Rồi. Các bạn khác vào đi, khẩn trương cho thầy. Kích vào đường link là được. Rồi. Toàn. Rồi. Anh gì nhỉ? Anh Già nhá. Để tên của thầy Quân nhá. Thầy Quân là idol đấy. Mày có 8 bạn thôi, các bạn khác đâu. Khẩn trương cho thầy. À, một lần làm là một lần trải nghiệm mà mình phải nhớ luôn. À. Mình bao nhiêu rồi? 10 rồi. Ok. Thảo Hán ghê quá nhỉ. Chiến đấu rồi nhỉ. Rồi, các bạn khác vẫn vào tiếp tục với thầy nhé. Anh này hay hơi bị đều tay đấy. Thank you.
nữa, khá an toàn. Đấy, hôm nay các siêu cao thủ đi đi rồi, khác trang lên top đầu luôn. Đó, number one. Thế em khoanh khoanh bừa em tí lên top 1 rồi ạ. Ờ, tí lên top 1. Em khoanh bừa tận chúng hơn chục câu rồi ạ. Uầy, em khoanh tận đúng hết luôn. Vâng. Ờ, thế sao bây giờ lại để ảnh bố Quân hỏi à? Và em fan rồi hỏi. Ờ. À fan những người hỏi à? Hay quá nha. Dạ. Mình làm luôn quả đầu hỏi cũng được. Bình Nguyên nó cứ túc tắc thế thôi. Ờ, lúc đầu em vào em cứ khoanh em trúng 8 câu liên tiếp không rồi. Mấy câu sâu sai rồi lại tiếp là lên được top 1. Đúng rồi, tùy trang lấy hết. Chơi game như chơi game như chơi tài xỉu đấy á. Đỉnh ấy. Vâng, em cứ đoán bừa nó D nó lại ra, đúng rồi nó lại bẻ cầu đánh sang B rồi à. Anh đi thi mà anh cũng như thế được cho thầy thì tốt, toàn điểm dưới trung bình thôi. Chàng ạ, còn đó Bình Nguyên, thầy nghĩ à, Bình Nguyên dễ lên á. Thành Minh cũng tốt này, Thành Minh làm ổn. Đấy, bắt đầu lên dần rồi đấy. Bình Nguyên là như kiểu xe lu ấy, xe tăng lên dốc ấy, cứ từ từ lu từng cái một. Gì vội. Trang giật nhanh lắm, câu nào mà được cái giật cái đúng luôn. Có mấy bạn chơi? 14 bạn. 14 bạn, 8 bạn xong rồi. Hôm nay Phan Anh không thấy đâu nhỉ? Lý lác đến cái đoạn này rồi lại dừng rồi. Thành Lâm cũng thế. End thôi nhỉ. Rồi được rồi, không còn giờ cho Bình Nguyên nữa. Nếu mà còn giờ thì Bình Nguyên sẽ khác, đúng không ạ? Ok, Thùy Trang number one. Ra hôm nay lên number two. Hỏi Bình Nguyên. Bình Nguyên chưa làm. Review question. Rồi. Ok, it is well known that we will have to use a mask to take the tram. And our school was closed on 3rd March 2020 because of pandemic. And the government has announced new wind farms will be open. Đây là câu bị động vào năm 2020-2050. Are you okay? Have you hurt yourself? Annie has had her phone stolen. Have something done. Đúng không? Cái chỗ này mình phải để phần thứ hai. Three times since she's bought it. We should support sick people. When you move something from place to another place, you transport it. After intensive exercise, sau khi bài tập tăng cường, we need to rest. The developers of Apple have been celebrating the launch of their new phone. I prefer wireless headphones. They are much more convenient. You just need Bluetooth, radio, interferer signal. The world is changing very quickly, so we need to be adaptable. Thế giới thay đổi rất là nhanh, vì thế chúng ta cần để thích ứng, adaptable, thích nghi. Number 12, allowing something for a move freely or making it available public. Ở đây từ này nó bằng từ release, phóng ra. The present simple passive form is form is cộng với các phần thứ hai, past participle of the verb. If we have panels installed in the roof of our houses, we are using solar power, năng lượng mặt trời. 15, my mobile phone is broken, I will have it repair, have something done. Chúng ta nhớ công thức, get something done, have something done. If you exercise, you burn calories. 17, I crashed my car into a tree last weekend and now my father doesn't talk to me. Nói chung
mấy bài này câu này cũng là khó đúng không ạ? Cái câu bị động mà. Và nghĩa của từ photosynthesis: absorb carbon dioxide and release oxygen. And fossil fuel will run out. Những cái nhiên liệu hóa thạch đúng không ạ? Sẽ thì cạn kiệt vài năm tới. And the development of renewable energy will help us to reduce emission greenhouse gases. Xong, thầy cho mình đã xong cái phần QG rồi. Nói chung khá là khó, với tỷ lệ 90% bạn Trang rất là xuất sắc rồi, đúng không? Khó thì đòi hỏi hơn, một số bạn này bị lag do lỗi máy tính. Chúng ta quay trở lại phần test yourself, kiểm tra chính bạn. Ở phần này thì chúng ta cũng có 3 trang giống như cái phần kia, đúng không? Thầy cho mình cùng chữa nhé. À, xem còn ai đây? Someone else. Rồi mời bạn Hoàng Trà My, number 1, 2, 3, 1, 2, 3 nè. Câu 1 là... Em nghĩ là C. A con đọc là gì? Từ đấy nói A. Waste. E. E là gì? E. Crack. Crack. C. C là tech. Tech. D. Safe. Safe. Đáp án A. Úi dồi. Waste. Crack. Âm mềm. B. Đúng rồi. Number 2. Energy E. E. Rồi tiếp. Bicycle E. E. Rồi. Recycle I. Physics E. Chọn đáp án C. Chính xác. Đấy, mình không biết, mình cứ đọc lên là được. Number 3. Six. Seven. The habit. Habit. Look at. Reduced. Ai. Tốt. Thank you, Mi. Đấy, vậy cứ thế mà phát huy đúng không ạ? Tiếp theo, number 4 and 5. Invite mời bạn tiếp theo là Thanh Sang. Em thấy là A à? Consumer, trọng âm. Hai. Environment. Two. Electricity. Đuôi IT wiser trước nó. Ba. Đây là ba rồi. Pollution. Two, three. Wow. Sang sẽ chọn phương án C. Rồi. Number five. Energy. C à? Energy. Chọn mới. Hai. Energy. One. Abundance. Two. Ordinary one, luxury one. Đây, mấy cái này nó tính từ đúng không ạ? Một cái hai này nó B là tính từ, danh từ, danh hàm. Chọn đáp án B. Thank you, Sam. Part 3, to the most suitable word or phrase. Number 6, 7, 8, Việt toàn này. Đây ạ. Em chọn look into mà nghĩa là gì? Điều tra. Look for tìm kiếm, look up và tra cứu, look over. Vậy chúng ta chọn được chưa? Bạn nên tra cứu từ ở gì? Từ điển. C. Number 7. Interested đi về giới từ. B. Đúng rồi, chắc chắn. Number 8. Em chọn C. Sai. You have to clean
have to clean the hole. Haven't say, nếu mà cái này nó trợ động từ cơ, chọn lại cho thầy. Khẳng định, chỗ này phải là phủ định. Đấy, toàn chọn được chưa? À. Đúng rồi, chính xác. Trợ động từ, don't say. Thank you Việt Toàn. Move on number 9, 10, 11. Thầy mời bạn Phan Anh nè. Em thưa thầy, câu này em sẽ chọn là A ạ. Ở đây nó là mình cần một trạng từ, động từ to be, trạng từ, tính từ. Đấy, nhớ nhá, be, trạng từ, tính từ, và mình chọn phương án C, heavily polluted, number 10. Ở 10 thì em sẽ chọn là... It's raining again, we have to stay at home. Trời lại mưa, chúng tôi phải ở nhà. Phương án. Bởi vì trời lại mưa, chúng tôi phải ở nhà. Bởi vì đâu? Từ nào bằng với từ because ở chỗ này, Phan Anh nhỉ? Đi ạ. On dâu đấy mà nghĩa là mặc dù. Why là trong khi. S là bởi vì. Unless là trừ khi nếu không. Mày bị phương án này C. Phan Anh nhớ thầy là as nó bằng với cả because bằng với cả since và mang nghĩa là bởi vì. Đó. Tiếp tục ạ. 11. What time should Eric start to work? Cấu trúc suggest. Để mời bạn tiếp theo. Mời bạn Nhật Minh. Chưa thấy bạn Nhật Minh đâu. Thì mời bạn tiếp theo. Trung Việt. I suggest, tôi gợi ý anh ấy nên đấy, ở đó vào lúc 7:30. Chúng ta có công thức suggest somebody should do something. Các bạn quên có thể ghi lại công thức suggest cộng bộ ý hoặc là suggest somebody should do something. Thường thường người ta sẽ bỏ từ suit này đi, chứ còn nếu mà có từ suit thì dễ quá. Yeah. Gợi ý đấy. Ai đó làm gì. Yeah. Number 13, 12 to 15. Mấy bạn là Thúy Trang. Carry your bags, candy. Carry your bags, candy. Can be reuses đi ạ. Exactly. Continue. To leave early. Chúng tôi rời đi sớm, xuất phát sớm đó, để mà không bị lỡ chuyến bus cuối cùng. Và in order not to miss 14. When you learn English, use it. Or see it. Or you will lose it. 15. What about going back? Đi ạ. Ok, not bad idea. Chọn phương án đi. Đúng không? What about going by bus? Thank you Thị Trang. Rất là nhanh. Rất nhanh, rất nguy hiểm. Move on part 4. Use the correct tense form of the verb given in practice. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. So I will give you few minutes to type your answer in the box chat. Vài phút để cả lớp nghĩ và gõ cho thầy đáp án là ô chồng. 3 phút nhé. Với cái bài này thì hãy lưu ý thời gian. At this time yesterday, every day.
so far if use made đấy xong đó phương án luôn. Fortunate gases. Xác đấy. Số bạn gõ đáp án ra chính xác. Làm rất là nền tảng đó. Đi học thuốc. Is bum. Trang làm phần tự luận. Giờ hẳn. Trang ạ, Trang làm phần tự luận thì chết. Chỉ trắc nghiệm được thôi, chứ còn tự luận thì chết. Chết, rũ xác. Làm như này mà đi chia thì buồn luôn. À, mời một bạn là check xem nào. Được 50-50. Câu đúng câu sai. À, thầy mời Bình Nguyên đi. Bình Nguyên làm đúng hết rồi đấy. Nào, 16. Thế là... What were you doing? 16. À, chúng ta thấy cái quá khứ tiếp diễn. What were you doing at this time yesterday? 17. Poisonous gases are pumped. Pumped. Câu bị động. Số nhiều. Gases. 17 than 18. I'm not used to working so far, so I must stop to rest for a while. To rest. Không quen với cái việc mà gì đi bộ xa. Và vì thế, vì vậy tôi phải dừng để nghỉ ngơi. 19. If we use energy saving bulb, we will save. We'll save a lot of money. And 20. His job make me laugh a lot. Made somebody do something. Đó. Made me laugh. Đó. Chính xác. Đó. Đấy, các bạn có thể chữa vào. Lưu ý mỗi cái câu nó đều có cái dấu hiệu nhận biết hoặc là nó một cái cấu trúc của nó. Đó. Lưu ý làm được. Move on next part. Exercise 5. Bắt lỗi. Đó. Phần này phần bắt lỗi. Chọn một từ. Đấy, mà cần thì chữa hoặc in standard English. Các bạn bắt lỗi cho thầy đi. So I give you few minutes. Vài phút nghỉ. Chúng ta thấy ở đây có câu điều kiện khá là nhiều. 1, 2, 3, 3 câu điều kiện. Và chúng ta xem nó là câu điều kiện loại mới. Thường thường nó sai cái đoạn về chia động từ. Quang Minh chuẩn bị nha. Quang Minh and Trà My.
Mỗi bạn hai câu. Quang Minh 21-22, Trà My 23-24. Em thưa thầy là 21. Em nghĩa đi ạ. Vậy mình sẽ sửa thành gì? There are a lot of changes in our city in the past 10 years. Ở đây phương án thì chúng ta sẽ sử dụng phương án này. Thầy. Và cái này thì mình sẽ đổi ở đây thành gì? There have been. There have been. There have been a lot of changes. 22. Đấy, mình chọn câu 22 xem nào. If we go on to litter the environment. 12 em chọn A à? A, chính xác. Mình đổi thành litter. Chính xác, littering, đúng không? Sai từ từ. Sau giới từ này cần một danh động từ. Nếu chúng ta tiếp tục xả rác, môi trường sẽ thì trở nên ô nhiễm trầm trọng. Trà My, 23, 24. 23 em nghĩ là we will never catch them up if you walk. Walk as slowly as, ở chỗ này nó sai ở đi, mà walk ở đây là động từ và bổ trợ cho động từ thì con cần một AV trạng từ slowly. 24. Let's not go to the park if it will rain tomorrow. Sau if này nó câu điều kiện loại 1 đi chẳng hạn, đúng không? Hoặc loại 0 thì if thì phải đi với gì? Rain tomorrow. Thank you Trà My. Rain tomorrow. Đây cái này thì có thể là câu điều kiện này, câu điều kiện loại 0, if 0. If 0 nhé. Move on 25 to 29. 25 đến 29. Use the correct form of the words given in each sentence. Chia dạng đúng của mỗi từ trong ngoặc. Mọi người lớp chuẩn bị ít phút. I'm done with waste. Dumping waste. This design offer considerable saving in fuel. Chỗ này mình cần một trạng từ AV. Cả lớp đi tìm AV. Fuel, danh từ ghép. Now, the river used for as an waste dump. Chúng ta cần một adjective. Water, adjective. It is adjective. Đấy. Mồi. Mồi rồi các bạn. Đây chỉ làm thôi. Đi tìm nó. Nhớ cho thầy là chữa kỹ vào nhá. Đúng không? Mình chữa kỹ vào. Này nó phải rèn luyện đấy, ngồi xả xã là xã 1.5 tiếng liền, ta phải cố gắng rèn luyện. Illegal luật pháp đó, mọi người, càng nhiều người dumping waste đổ để rác thải là ở đây là cái hành vi vi phạm pháp luật. Ý vậy. Đi tìm để vi phạm pháp luật. Chắc tầm này các bạn thì thi sắp xong rồi đây. Nói chung là chúng ta mang màu cờ sắc áo Trương Dương đúng không? Tự hào với nó. Thứ hai nữa là chúng ta mang màu cờ sắc áo 9C, tự hào về 9C. Đấy.
tự hào, niềm tự hào dân tộc, giả sử đấy. Đối với các quốc gia trên thế giới này, Việt Nam, tự hào về Việt Nam. Đấy, mình tự hào những gì mình có. Rồi, thầy mời bạn Trung Việt nè, 25, 26. Câu 25. Dạ. Ừ, 25 này Việt điền. Illegal. Illegal, đúng rồi. Nhưng mà bên trạng từ nữa thì Việt sẽ thêm từ gì? Illegal. Chính xác. À, mình cần... Bởi cái từ illegally này thì nó sẽ để bổ trợ cho cái từ dumping, dumping waste. Đó. 26 à. Việt tiếp tục à. Efficient. Cái này không biết. Efficient. Danh từ nó sẽ là efficiency. Fuel efficiency. Đủ. Cái nguồn nhiên liệu. The design of fuel consider shipping in fuel efficiency. 27, 28, 29. Thầy mời bạn tiếp theo. Thanh Lâm nào. Thanh Lâm. Chưa thấy Thanh Lâm đâu. Mời bạn Thanh Sang. The deep river was used for years as an tính từ của từ industry, industrial, tiếp tính từ của từ pollute này, ô nhiễm này, polluted, chính xác, polluted, đấy, đỉnh luôn, đúng không? 29, it is that people go on wasting fresh water. Disappointed ở đây nó là về feeling, nhưng mà ở đây là cái vật đó. Cái thực tế thì mình sẽ phải là không phải đuôi in, đuôi ớt mà đuôi in. Disappointing, disappointing that people got wasting fresh water. Thank you Sang. Tốt đúng không ạ? Đấy, chúng ta cứ làm thôi, sai rồi lại đúng, sai rồi lại đúng, và nó như cái đấy như kiểu chúng ta ngấm, ngấm dần sẽ làm ổn hơn. We read about the energy, use energy every day. Chúng ta sử dụng năng lượng mỗi ngày. Ở đây có bao nhiêu câu? 36 câu đúng không ạ? Thầy mời Bình Nguyên chữa cho thầy bài này. Onerous for transportation, cooking. Beer. Be heating and cooling room, làm nóng hay là làm để mát phòng. Manufacturing, lighting, entertainment. The choices we make about how we use energy. Và sử dụng năng lượng như thế nào. Đấy. Turning machine off, tắt những cái máy đi when we are not using them and choosing not to buy energy. I efficient, đó, những cái thiết bị đủ thôi. Impact hour, impact ở đây là ảnh hưởng với thì môi trường của chúng ta và cuộc sống của chúng ta. There are many things we can do to use less energy and use it more wisely. Two main way to đi. Câu 33, to save energy. Energy conservation and energy efficiency, turning the lights off when you leave the room and see ya. Recycling aluminium, ở đây là cái nhôm đúng không ạ, cans. Phương án câu 34 chúng ta sẽ để phương án này, recycling, tái chế aluminium cans are both way of conserving energy. Energy efficiency is a use of technology that requires less energy.
35. Câu là B. To inform the same function. A compact fluorescent light bulb that uses less energy than ordinary bulb to produce the same. Cũng là B luôn đúng không? Same amount of. Cùng gì? Nó cùng một cái lượng ánh sáng, một cái cách tiết kiệm năng lượng. Đó. Thank you Bình Nguyên. Cái bài này cũng rất là hay. Đó, về energy, saving energy. We move on next part reading air pollution. Đó, đọc tiếp về đến ô nhiễm môi trường. Thầy mời bạn Thanh Sang. Air pollution. Air pollution is a cost of ill health in human being. In a lot of countries, there are laws limiting the amount of smoke which factory can produce. Although there isn't enough information on the effect of smoke in the atmosphere, doctors have proved that air pollution causes lung disease. The gas from the exhaust of car have also increased air pollution in most cities. The lead in petrol produced a poisonous gas which often collect in busy streets surrounded by high buildings. Children who live in areas where there is a lot of lead in the atmosphere cannot think as quickly as other children and are clumsy when they use their hands. There are other long-term effects of pollution. If the gas in the atmosphere continue to increase, the Earth's climate may become warmer. A lot of the ice near the pole may melt and may cause serious flood. Serious flood. Gây ra đến nè tình trạng gọi là ngập lụt nghiêm trọng. Near fall. Những cái băng đúng không ạ? Bắc cực hoặc Nam cực tan chảy thì nó có thể là cái hiện tượng nóng lên toàn cầu. Rồi. Now, invite one person, check this part. Thầy mời bạn Ngọc Anh còn ở đây không? Ngọc Anh à. Rồi. Air pollution can make people ill, true or false? Ô nhiễm môi trường thì có thể làm cho mọi người ốm, đúng hay sai nhỉ Ngọc Anh? Đúng ạ. Đúng rồi, true, đúng không? Cái này nhiều khi mình vừa đọc vừa đoán. Some country passed law to prohibit factory from producing smoke. True or false? Cấm những cái nhà máy sản xuất thuốc lá. Đúng ạ. Này sẽ là gì? False. Đó. Đấy. Tiếp theo, đây. A lot of countries are law limited amount of smoke which country can produce. Ở đây là limit thôi, đúng không? Giới hạn nó thôi. Tiếp là sai à? Câu 39. Lead in the atmosphere is bad for children's brain. Sai à? Bad for children's brain. Đúng không? Ở đây là nó dẫn đến gì? Evolution có thể dẫn đến tác hại cho cái não của trẻ. Câu này đúng. And the ice near pole may melt because of very bad blood. True or false? True. Cái này sẽ là gì? Sai. Ở đây chúng ta thấy glasses in atmosphere continue increase. Đó. Khi ga ở trong không khí tiếp tục tăng thì cái gọi là khí hậu của trái đất thì ấm lên và băng này tan ở những cái bắc cực hoặc nam cực tan chảy và nó gây ra ô nhiễm, gây ngập lụt nghiêm trọng. Thì sao chúng ta thấy có những cái hiện tượng triều cường ở trong miền Nam ấy, đúng không? Đấy là những cái hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đấy, nước biển nó xâm lấn dẫn đến thì chúng ta sẽ bị mất dần đất. Đấy. Đó. Chúng ta chữa nốt 5 câu cuối cùng, đúng không ạ?
Đó, còn 5 câu thôi. Đó, rất là tốt rồi. Mời bạn Thùy Trang, 41. You practice your English regularly or your doesn't improve? Nếu mà bạn không thực hành tiếng Anh thường xuyên, bạn sẽ không cải thiện. Sẽ là if you don't practice your English regularly, your English doesn't improve. And number 42, Bình Nguyên nè. People should use energy saving bulb to save electricity. Energy saving bulb. Em thấy là energy saving bulbs should be used to save electricity. Yeah, electricity. Đó, chính xác. And you haven't seen David since 1989. Tiếp theo, Việt Toàn. The last time I, lần cuối cùng tôi gặp David là năm. Sẽ nói là the last time I saw David was 1989. Toàn anh ao ra vào lại. Next one, Trung Việt này. Tiếp theo, why don't you complain the company? Peter said William. William suggest. Peter. Peter should complain to your company. Chính xác luôn. Cái câu chúc chúng ta đã học, suggest somebody should do something. And the last one, you forgot to switch on the washing machine, didn't you? Phan Anh à? You didn't. Em thưa thầy là you didn't switch the power of the machine à? Washing machine. Remember to switch. To switch on the washing machine. Didn't you? Ở đây là didn't rồi, chỗ này sẽ phải là did you? Question. You didn't remember to switch on the washing machine, did you? Tú đi thi về rồi đấy, nhanh ghê đấy, các bạn đã đi thi về. Ở đây thì... Hello Tú, tình hình thi thố nào? Được không? Vâng ạ. Vâng ạ, là không hiểu như nào. Tú đi thi sử nhỉ? Rồi, ok, bài của chúng ta ngày hôm nay đã xong, đã kết thúc. Mà thầy sẽ gửi cho cả lớp cái bài này vào ở trên Classroom nha, để các bạn chữa lại, xem lại một lượt nữa. Ok, so that's enough and goodbye. See you tomorrow. Thầy chào cả lớp nha. Chào thầy.